Hôm nay đại gia đình Khê Bùi tiếp tục cuộc hành trình đi câu cua cái chỗ vừa qua nè cả nhà. Hôm nay thì được chuẩn bị trước cho nên chuyến đi này rất là hoành tráng luôn nha. Cả nhà thấy cái nón thần thánh của Tư Thảo không cả nhà? Đó, đây là đại ca nè, đại ca khỏi chê rồi ha, đôi dép nè. Rồi cái nón của Tư Thảo rồi cả nhà. Giờ cái Bùi đẩy phụ đi xuống nè. Chào cả nhà, đại ca chào nhà cả nhà. Tư Thảo chào cả nhà nè. Rồi đi đi. Cái Bùi đang đẩy con đường đi xuống nè cả nhà. Nó cũng không xa lắm đâu. Đó, đi xa được tới đó, gần tới chỗ rồi đó cả nhà. Lần đầu tiên cô Nguyên đi cho nên nó cũng hơi thích lắm. Thì khi Bùi vừa đi vừa quay á cả nhà, trên tới hơi sao. Gia đình Tư Thảo tới trước nè. Có cái gốc cây ngồi lý tưởng ghê chưa, xả ra rồi đó. Giờ là tới cái cầu Hiền Thoại nè cả nhà. Trời ơi, thấy cá mà nó nhảy lên lủm chủm luôn á cả nhà, bự. Cái này mình câu cá được luôn đúng không? Lát có mồi câu cá luôn cả nhà. Hôm nay sẽ rồi, con nó nhảy con cá quá trời bự luôn, trời ơi giống con cá chẽm luôn á ta ơi. Tư Thảo đói bụng á cả nhà, ở nhà mới thức dậy thôi. Là cái lồng thứ hai đại ca bỏ xuống nè cả nhà. Sau khi bỏ xuống đó thì mình sẽ cột lại đây, chút mình lấy lên mình thăm nó cũng dễ dàng hơn. Chuẩn bị bỏ xuống cái thứ ba này cả nhà. Đây nè cả nhà, cũng giống như lần trước ha, công đoạn mình bỏ vô là thịt gà nè. Đó. Cột phải cho nó thiệt là chắc. Cái đó là mồi nhữ nha cả nhà. Vô đây. Đây nè cả nhà. Đó, cua nó sẽ vô từ cái lỗ đó nha. Nó chỉ vô được thôi, nó không có ra được nha. Đó, hai bên hông nha cả nhà. Có chừng ta có lòng à. Ủa không có lòng. Nè cả nhà, cái thứ tư được thả xuống nha. Giờ trên cái con cầu này á, là bốn cái lồng đều của gia đình Khê Bùi nha. Đó, bốn cọng dây màu cam á cả nhà. Một cái màu rất là huyền thoại, nhưng mà không có bằng cái màu của cái dù của nón của Tư Thảo, còn huyền thoại hơn nữa. Cô nó thấy nó khoái, đã khoái màu nó mới nó mua Này lại chắc nó nha. khoái Tư Thảo chứ không phải khoái. Tới công đoạn là mấy cái cần. Một cái cần đã được đại ca ghim xong rồi nha cả nhà. Trời ơi cá to mà nó nhảy kìa. Giờ đại ca đang ra tìm cái chỗ để thả xuống đó. Cắm nó xuống. Wow. Nó ăn nó gịch 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 là mình biết liền rồi nha cả nhà. Cua cá ăn sang ha, toàn ăn đùi gà không. Đây là cần cần câu mái nha cả nhà. Mấy cái cần này thì mắc tiền lắm. Thấy mạnh lắm nè. Cua nó rỉ rồi đó cả nhà. Cả nhà mình thấy dễ sợ chưa, nó rỉa giống như là kiến rỉa vậy đó. Đó, Tư Thảo ngồi câu nè cả nhà, khí thế không.
Đó, cái nhà mình thấy chưa, là cái bồi quay từ ở dưới cái chân cầu á cả nhà, còn cái cầu là nằm ở trên. Giờ thì đại ca chuẩn bị tiếp những cái cần, tại hôm nay đem rất là nhiều cần nha cả nhà. Nè, đại ca chuẩn bị thêm được 2 cần nữa nè cả nhà. Đó, hoành tráng hiện tại thì cái trên cái đường đó thì mình đã cắm được 3 cần rồi nha. Sau cùng thì Tư Thảo cắm bên kia không có con nào và đã chuẩn bị qua cái chỗ khác. Đó. Rồi, đại ca vừa thả xuống cái cần thứ tư, thứ năm. Thịt gà của Tư Thảo đã được nổi lên trên, không hiểu lý do tại sao luôn. Chắc là do cái cục này nó hơi nhỏ. Nó cắn phải không Thảo? Hai nước nó chảy theo dòng. Ờ, nó xuống rồi kìa. Đó. Sảy. Phan Phan Thịnh, để Hiền Hiền Nư vô cho. Chị phải coi nó cái màn hình nó có ngay không nha Thảo. Sảy hết con rồi nha cả nhà. Dính nó vô. Ổn quá. Sao? Cái nó ăn nữa kìa, không? Ờ, nó ăn lại rồi kìa, nó ăn lại rồi kìa. Trời ơi. Bén chút đi đò. Từ 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 từ. Từ. Là im lặng lắm Nó không? rị mạnh lắm, nặng nặng nghe luôn á. Từ từ vô thôi. Còn á thầy. Tí nữa, tí nữa. Tí nữa. Từ từ lên nè, từ. Đó, từ 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 thôi. Còn lại phải không? Ủa? Đúng rồi. Đâu rồi? Cái giá. Dạ quá. Trời. 2 con nặng lắm luôn á. Mừng lắm. Trời ơi trời. Không sao, không sao. Xuống đây. Gia đình của Bêu Là nha cả nhà. Trời ơi, nãy giờ canh sảy 2 con bự chảng luôn. Cả nhà, hôm nay toàn thể lại vui. Đường mình đi á, không không không, đó cái đường đó mới là đường mình đi đó, à, cái đường đó đường mình đi đó, đúng rồi đúng rồi, nè nhìn qua hai bà bạn già, hai bà bạn già, đó dở từ từ thôi, xa quá cà tiền sợ bước lại không kịp, cả nhà trên đứng xa quay luôn nha cả nhà, thấy không được rõ lắm đâu nha, giục luôn rồi cả nhà ơi, tại chưa quen. Lấy cái đồ vớt phải kéo nó vô từ từ mới vớt được nè cả nhà, nó ăn lại rồi nè. Thịnh ơi 2 cộng luôn Thịnh ơi, bên đây nó cũng ăn cứng ngắc rồi nè.
cái chân mình bước xuống là nó tiếng động, nó chạy. Bella cầm ca tì cái nha Bella. Ăn từ từ nha. Trơn lắm, nãy bén đi ba te. Nặng lắm. Từ từ thôi. Mì vô đó. Cờ vô coi xin thôi. Uống quá. Hoài ta. Kỳ ta. Nhỏ hả? Lấy con khởi đầu đi. Chưa dính con nào xảy mấy con bự không? Thấy rồi, em thấy rồi. Thấy cục mồi. Nó nằm dưới đít cục mồi. Bự, bự, Thịnh ơi. Ơi da. Bé là quấy con cua. Dạ. Dính là cái nhà. Gốc cuộc cũng được một con bự cả nhà. Ô cằn bên kia ăn nữa kìa. Cằn kia cằn quá luôn rồi kìa. Nguyên đứng im nha con. Nặng lắm con, bên này là hồi bữa là mình bắt mấy con bự không nè. Con cua kìa. Để ca. Chết vớt luôn. Đó, con thứ hai cả nhà ơi. Hai con. Năng nó như năng trứng vậy đó. Cá là nó dính vô cái lưỡi rồi. Dây chạy đó. Qua chạy lại đó. Thấy cục mồi là được rồi. Đó là tránh nó nghe, quất lên ngay đó là đó. Tại vì nó nhảy ra, con mạnh nó nhảy ra. Đang kẹp đó, thấy cái càng đó đó. Con này bự. Con này to. Nó càng quá trời bự luôn. Con này jumbo luôn á. Dính. Trời. Vừa lúc đó nó vừa mới nhả ra. Ý da. Nãy giờ xảy mấy con rồi đó cả nhà. Uổng quá trời uổng luôn. Đấy nha, cái cần câu đây. Rồi những cái lồng và Tư Thảo đang đứng câu á cả nhà. Đó. Bự không Thảo? Thấy rồi, thấy cua trong cái lồng Tư Thảo. Nè, Tư Thảo kéo lên trong cái lồng có con cua bự nè cả nhà. Giờ mình lấy ra rồi mình thả cái lồng xuống lại nha. Con nhỏ thả lại nha. Đại ca đang coi để vớt cái con bên đó nó cắn nè cả nhà. Bung rồi. Trời mưa gió nè cả nhà. Con nhỏ cái chưa nữa còn ăn không? Thịt ra ngoài đó luôn đi rồi họt cái lồng xuống đó nghe cục thịt đó. Trời ơi dắt không chung.
thôi. Đi xuống nước cái lồng này, cái này nó nặng. Đi ra. Ổn quá. Cái nếu còn đó nó cũng mang lại. Để... kê làm lại. Nhỏ đảm bảo. Quay quay từ từ nha Thảo. Ừ. Hô cái khô lại. Dạ, dính rồi, dính rồi. Được. Rồi. Lụm. Lụm bới cho đi, thành bới vô trong kia đi. Để canh cho. Không biết. Giống con đó đó, giống con đó đó. Baby. Hồi nãy trời mưa giờ nắng lên rồi cả nhà. Này khí hậu giống Việt Nam mình nó thất thường lắm, nắng nắng mưa mưa. Rồi cái bóng dáng này cả nhà mình có còn nhận ra ai nữa không? Câu cua thời hiện đại nha cả nhà, có 102. Thảo thấy lòng Thảo giật giật kìa Thảo. Vừa thả xuống nghe nặng nặng, nãy giờ mấy cần đi sảy biết bao nhiêu con rồi, mình dớ không kịp hết cả nhà. Ngay đây thì nó hơi sình, khi bỏ cái lồng xuống thì nó bị dướng sình á, nên rất là khó lấy lên. Nhà mình nhìn chân của khê bùi nè, khủng khiếp chưa. Giờ thì nước nó rút nhiều à, nước ròng nè cả nhà. Nó cạn nhiều à. Trên cua đa số thì giờ nó cũng chui vô hang nhiều. Hai cái nón luôn nè. Trời nắng quá. Nó chuẩn bị một ít đồ ăn nè cả nhà, đa số là ăn quặt nên giờ khê bùi lấy ra để lấy ra cho cả nhà ăn. Bự hết đây ca. Một con bự lắm. Wow, rốt cuộc kìa, cái lồng này cũng dính được mấy con luôn cả nhà ơi. Wow, được một con bự bự Thảo ơi, ba con Thảo ơi. Oh, một con trăm bự. Finally, cái con này chắc hồi sáng sảy quá. Đây con bự nè Thảo. Ôi. Thôi rồi, được rồi, cứu vớt cả ngày hôm nay rồi. Không cả đội ghi ở nhà của cái bùi đi cả nhà ơi. Nơi luôn nha.
Gắn dính con bự nha. Sáng giờ sảy hơi nhiều nhưng mà được cái mới dính lại được những cái con bự đó cả nhà. Cho nên là có tinh thần vực dậy. Không sao. Còn rất là sớm. Nắng không Thảo? Về lại đây đi cho má. Nay có gia đình mình đi thôi nha cả nhà. Mấy bà bạn ra rồi họ về có công chuyện họ đi hết rồi. Loan rất là yên bình ha. Để cái bùi sẽ mua những cái phao á cả nhà. Bỏ lên trên sông này là rồi ngồi lên trên đó. Rồi mình chèo đi từ 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 rồi mình câu. Sẽ làm một cái chiến thử đó. Như vậy coi nó ra như thế nào. Ok nha cả nhà. Ok à. Bây giờ nãy khi vừa phụ gỡ mấy cái cho nên không có quay kịp đó. Có hôm nay có con cua khổng lồ. Rất là ngon, 11 con. 11 con hả? Ừ. Có cái bao đen hả? Đó. Hôm nay mình sảy nhiều lắm nha cả nhà. Sảy hơn là những gì mà mình bắt được. Mà không sao. Dư găng rồi. Là đi về cả nhà. Thành quả thì cũng rất là ok nha cả nhà. Công việc của Khai Bùa là đẩy cái thùng đồ ăn với là thùng cua nè cả nhà. Đó. Của ngày hôm nay nè cả nhà. Nhìn đã dễ sợ không? Ôi ôi vàng ươm luôn. Nhiều hơn bữa ha đại ca ha. Sao Thảo? Cua mà thành quả làm sao? Ngon hả? Chú có ở đây không? Yeah, tách ra cái Thảo, tách ra cái Thảo. Ngon hả quậy? Trời ơi, cái càng nhỏ luôn mà nó cũng có thịt đó nha cả nhà. Con cua bự này cả nhà. Trời ơi, con gạch cua kìa. À, ở nhà mình bắt thì chỉ là cua đực thôi nha cả nhà. Còn cua cái thì mình bỏ xuống. Không có bắt cua cái nha. Ý là có công à. Khí thế luôn. Quậy ăn khí thế luôn nè. Món ruột của quậy. Được. Con ăn đi. Đó. Mỹ cũng ăn đi bắt này. Mỹ con cũng đi bắt cua về ăn này. Nha. Này 2 kg không ha?
cỡ đó không ta? Cái càng thôi nè, con bóng nhỏ nhất của nó. Ngon, dễ sợ ngon luôn, rệm cua. Gạch không luôn. Nước chấm thành thánh, muối, tiêu với là chanh. Cái gì vậy? Hôm nay ngoại lệ nhà Tư Thảo ăn cua xong, ngoại gặt hái cải bề xanh này cả nhà. Thương ha. Đi về ăn bánh xèo hả ngoại? Có bánh xèo. Thì đổ có ăn thôi. Ăn thua có chịu đổ không đúng không? Đúng rồi. Rồi thứ tư đổ. Mà mình mới ăn mà. Ăn nhà bà cô Thảo ơi, chứ không phải nhà làm. Ăn ở nhà bà cô. Hay khó khăn lắm, ông ngoại mới tới đây á cả nhà. Nên Tư Thảo đợt này nhớ biên đề nha, bảo đảm trúng luôn á. Ngay ngày New Year luôn nè. Cả nhà để khe bùi cà khịa bà ngoại cả nhà cả nhà. Má ơi má, con thấy con sâu bự quá kìa má. Nào. Kìa kìa kìa, nó đang bò ra kìa. Đó. Trời ơi, cái chân má đó. Cái nhà bà ngoại giật mình cái nhà. Khi bùi cà khịa nha, chứ cải ở nhà mình trồng là rất là tốt, không hề có con sâu nào. Bà ngoại giật mình cái hết hồn luôn. Thời lượng video đến đây đã kết thúc. Khi bùi chào cả nhà, kính chúc cả nhà một ngày mới thật bình an và hạnh phúc nha. Hôm nay là đầu năm mới nên cả nhà khi bùi có một cuộc hành trình rất là vui vẻ.